Dạ vâng, Audio Đạt Gò Vấp xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Đạt Gò Vấp. Và bữa hôm nay anh em mới về được một con đài radio cổ dạng còn khá đẹp, đặc biệt là còn nguyên bao da đây và cái tai phone zin theo máy luôn dạ. Made in Japan này. Made in Japan, máy còn rất là đẹp dạ. Liền là anten zin theo máy luôn dạ. Nhưng mà phía sau của máy còn rất đẹp và liền lạc. Máy thì là sử dụng như là 6 cục pin tiểu à, rất là thuận tiện, còn rất đẹp, bao dạng còn rất đẹp vậy à, rất đáng để sở hữu. Dạ vâng, quý vị là có nhu cầu về sở hữu liên lạc với em qua số điện thoại 0938 303 454 Đạt Gò Vấp. Rất mong nhận được sự đăng ký kênh từ toàn thể quý vị và các bạn. Quý vị bấm đăng ký kênh sẽ nhận được những video bên audio Đạt Gò Vấp sẽ có thể dạ. Bây giờ em phải đi vào phần mặt test chức năng của máy. Đây mở nguồn này dạ, đây là nguồn máy. Phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh là đồng chí Nguyễn Văn Đên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực thành phố Hồ Chí Minh hiện có 5 phó trưởng ban. Nhiều hãng taxi tăng tốc tìm kiếm tài xế góp xe thương quyền, gia tăng số lượng xe đáp ứng. Mức phí hàng ngày là 200.000 đồng một xe, còn gạo hình thức đóng hàng tháng, phí chỉ còn từ 4,5 triệu đồng một tháng. Xe tham gia hợp tác dịch vụ Pina Taxi, G7 Taxi tiêu bộ các chính sách thu. Đây là bóng đài, đây là volume vậy, đây nút tuning để vô lại ở đây. Tỉnh lân cận đáp ứng nhu cầu cuối năm, Vinasun cam kết không tăng giá cước vào dịp Tết. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản về triển khai thực hiện nghị quyết số 36 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố và hướng dẫn thu sử dụng học phí năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Theo hướng dẫn này, học sinh trung học cơ sở được hỗ trợ 100% học phí. Ước tính kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố là 1.114 tỷ đồng, công lập 1.053 tỷ đồng, ngoài công lập 61 tỷ đồng. Như vậy, nghị quyết số 36 năm 2023 có đột phá mới khi áp dụng sớm 2 năm so với lộ trình miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở quy định tại Nghị định số 81 của Chính phủ sẽ áp dụng miễn học phí từ năm học 2025-2026. Hội An vừa lọt vào top 7 điểm đến thịnh hành nhất thế giới năm 2024 theo bình chọn của trang du lịch Travel of Past của Mỹ. Trong danh sách 7 điểm đến thịnh hành nhất năm nay còn có Cuba, Mauritius, Siem Reap, Campuchia, Chiang Mai, Thái Lan, Grand Cayman, quần đảo Cayman và Fes, Maroc. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc mới đây đã công bố những hình ảnh về tàu sân bay Phúc Kiến với nhiều cải tiến mới của nước này. Tàu Phúc Kiến sẽ... Chúng ta mở nhỏ lên thì qua một cái nấc thì đó là phần off ở đây, dạ. Để off cộng volume. Dạ vâng, quý vị có nhu cầu về sở hữu lập em qua số điện thoại 0938 303 454. Đặt Gò Vấp xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.